Thanh long là loại trái cây được du nhập vào Việt Nam hơn 100 năm trước. Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có diện tích trồng thanh long tập trung lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Thanh long hiện được trồng rộng rãi trên 30 tỉnh thành khắp Việt Nam trên quy mô thương mại với diện tích hơn 40.000 ha. Bình Thuận, vùng trồng thanh long lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Việt Nam nhờ hội tụ những điều kiện tốt nhất, phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây thanh long. Trái thanh long ruột đỏ ở Bình Thuận ngon, ngọt và thơm đặc biệt nhờ ánh nắng chan hòa quanh năm nơi đây. Mùa thanh long Việt Nam bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, rộ nhất từ tháng 5 đến tháng 8. Tuy nhiên, tại nhiều trang trại, người nông dân đã tạo ra những giống thanh long kết trái quanh năm với chất lượng ngày một tăng cao. Thanh long Việt Nam được trồng theo tiêu chuẩn GAP từ năm 2002. Đến cuối năm 2012, Việt Nam đã có 6.803 ha thanh long được chứng nhận Việt GAP và Global GAP. Các trang trại thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP đều tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt về kỹ thuật trồng, thu hoạch. Thanh long xuất khẩu được xử lý, đóng gói đúng quy trình nhằm đảm bảo trái thanh long đến nước Úc thỏa mãn những yêu cầu về an toàn mà vẫn giữ được hương vị tươi ngon vốn có. Trái thanh long Việt Nam hiện có mặt tại hơn 40 quốc gia, nhưng chủ yếu là các nước châu Á như Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như một số nước châu Âu và Hoa Kỳ. Sau rất nhiều nỗ lực song phương, trái thanh long Việt Nam chính thức có mặt trên thị trường Úc. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia đầu tiên và duy nhất được phép xuất khẩu trái thanh long tươi vào Úc. Thanh long là loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất, có thể làm rượu vang, nước trái cây và kết hợp với các loại rau quả khác làm thành các món ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe. Hãy cùng khám phá vị tươi ngon của trái thanh long Việt Nam ngay hôm nay!